các em thân mến, ta sẽ bắt đầu bằng một câu hỏi liên quan đến chủ đề bài học hôm nay. Em có 30 giây suy nghĩ, tìm ra câu trả lời. Câu hỏi như sau. Đây là chất gì? Chất đó chính là nước. Các em cùng tìm hiểu chủ đề của bài học hôm nay. Trong chủ đề này, em tìm hiểu thành phần hóa học của nước và tính chất của nước. Em biết nước được tạo thành từ những nguyên tố nào? Đó là nguyên tố hydro và oxy, và đây chính là thành phần định tính của nước. Thành phần định tính của nước cho biết điều gì? Bằng phương pháp nào có thể xác định được thành phần định tính của nước? Ta cùng tìm hiểu sự phân hủy nước. Qua thí nghiệm điện phân nước, đây chính là dụng cụ điện phân nước đã được bơm đầy nước. Ta cho dòng điện chạy qua. Em hãy quan sát thí nghiệm và suy nghĩ một số câu hỏi sau. Mô tả hiện tượng xảy ra trên hai điện cực. So sánh thể tích khí ở ống A và B. Dự đoán khí ở ống A và ống B, cách nhận biết khí có trong mỗi ống. Các em cùng quan sát đoạn phim thí nghiệm. Qua đoạn phim thí nghiệm vừa rồi, ta thấy được khi có dòng điện chạy qua, ở hai điện cực có xuất hiện chất khí. Lượng khí trong ống A luôn gấp đôi lượng khí trong ống B. Và với cách nhận biết chất khí các em đã được học, ta nhận ra ngay khí trong ống A là khí hydro, khí trong ống B là khí oxy. Từ đây, em hãy nhận xét về thành phần định tính của nước, tức là xác định thành phần trong hợp chất nước. Khi điện phân nước sẽ sinh ra khí hydro và khí oxy theo tỷ lệ về thể tích là 2 phần thể tích khí hydro và 1 phần thể tích khí oxy. Các em hoàn thành phần phương trình hóa học. Nước được tạo thành từ 11,1% hydro và 88,9% là oxy theo khối lượng. Đây chính là thành phần định lượng của nước. Vậy thành phần định lượng của nước cho biết điều gì? Bằng phương pháp nào có thể xác định thành phần định lượng của nước? Em tìm hiểu sự tổng hợp nước. Để hiểu rõ hơn thí nghiệm, em trả lời các câu sau. Câu số 1. Ta nạp vào ống hình trụ, thể tích khí hydro và khí oxy là bằng nhau. 2 phần khí hydro, 1 phần khí oxy,
tổng cộng là 4 phần thể tích khí. Câu số 2, sau khi hỗn hợp nổ, nước dâng lên chiếm 3 phần, vậy thể tích khí còn lại là 1 phần và đó chính là khí oxy. Câu số 3, vậy đã có 2 phần khí hydro và 1 phần khí oxy hóa hợp với nhau tạo thành nước. Khi xét phương trình tổng hợp nước, em liệt kê được thể tích, số mol và khối lượng của các chất trong phản ứng. Đây là các bước xác định thành phần định lượng của nước. Từ số mol, ta tính khối lượng các chất lần lượt là 4 gam hydro, 32 gam oxy và 36 gam nước. Qua đó, ta xác định được tỷ lệ thể tích, số mol khối lượng giữa hydro và oxy như sau. Ta kết luận về thành phần của nước. Nước là hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là hydro và oxy theo tỷ lệ 2 phần thể tích khí hydro, 1 phần thể tích khí oxy, 1 phần khối lượng hydro và 8 phần khối lượng oxy. Hay phần trăm khối lượng của hydro và oxy là 11,1% và 88,9%. Vậy từ tỷ lệ này, làm sao xác định được số lượng nguyên tử hydro và oxy trong công thức hóa học của nước? Tỷ lệ 1:8 hay 2 phần khối lượng hydro và 16 phần khối lượng oxy. Với nguyên tử khối của hydro là 1, oxy là 16, thì mô hình của phân tử nước có thể được bố trí như sau. Tức là gồm 2 nguyên tử hydro và 1 nguyên tử oxy và công thức hóa học của nước là H2O. Các em ghi nhận phần nội dung bài. Vậy ta đã xác định được thành phần của nước. Còn tính chất của nước như thế nào? Ta tìm hiểu tiếp qua tính chất vật lý. Dựa vào những hiểu biết của em, kết hợp thông tin sách giáo khoa trang 123, em hãy trình bày tính chất vật lý của nước. Nước là chất lỏng không màu, không mùi, không vị, sôi ở 100 độ C và hóa rắn ở 0 độ C, và nước hòa tan được nhiều chất rắn lỏng khí. Với những chất tan trong nước, có những chất xảy ra phản ứng hóa học và biến đổi thành chất khác. Ta tìm hiểu tiếp tính chất hóa học. Đây là mẫu kim loại natri. Natri là một kim loại hoạt động rất mạnh, có thể tự bốc cháy ngoài không khí. Do đó, để ngăn natri tiếp xúc với không khí, người ta sẽ bảo quản natri bằng cách ngâm vào dầu hỏa. Vậy tại sao lại dùng dầu hỏa mà không dùng nước? Vậy nếu cho natri vào nước, thì có hiện tượng gì xảy ra? Em cùng theo dõi đoạn phim thí nghiệm. Ta cùng phân tích đoạn phim thí nghiệm vừa rồi. Khi cho miếng natri vào cốc nước, quan sát có hiện tượng gì xảy ra? Em đã thấy là miếng natri sẽ tan dần, có khí thoát ra và phản ứng tỏa nhiệt. Ta đưa ống nghiệm chứa khí thoát ra lại gần ngọn lửa, nghe tiếng nổ nhỏ. Vậy khí đó là khí gì? Đó chính là khí hydro. Ngoài khí hydro, phản ứng này còn tạo thành chất nào khác không?
Em nhớ hiện tượng cuối của đoạn phim thí nghiệm vừa rồi, khi nhỏ vài giọt phenolphthalein vào cốc. Dung dịch sau phản ứng làm dung dịch phenolphthalein không màu hóa hồng, do có chứa một chất tan. Đó là chất gì? Em quan sát diễn biến của phản ứng đã xảy ra. Về mặt cấu tạo, phân tử nước gồm nguyên tử hydro liên kết với nhóm OH. Cho natri tác dụng với nước, ngoài sản phẩm là khí hydro, ta còn thu được một chất nữa là natri hydroxit NaOH. Ta hoàn thành phương trình hóa học của phản ứng khi cho natri tác dụng với nước. Và phản ứng này thuộc loại phản ứng hóa học nào mà các em đã biết? Em ghi nhận phần kiến thức nước tác dụng với kim loại. Và đây thuộc loại phản ứng thế. Các em nhớ, những hợp chất mà phân tử có chứa nhóm OH giống như NaOH được gọi là bazơ. Ta xây dựng phương trình tổng quát khi cho một số kim loại tác dụng với nước sẽ tạo thành bazơ và khí hydro. Các em lưu ý, chỉ có một số kim loại hoạt động mạnh, đứng đầu dãy hoạt động hóa học của kim loại mới có thể tác dụng được với nước ở điều kiện thường. Các kim loại có thể kể tới như kali, canxi, natri, bari và liti. Và có một cái câu nhắc để nhớ như sau: khi các nàng bán ly. Em nhớ, khi các nàng bán ly tác dụng với nước tạo ra bazơ và khí hydro. Và để nhớ hóa trị của các kim loại này, đó là kali hóa trị 1, canxi hóa trị 2, natri hóa trị 1, bari hóa trị 2, liti hóa trị 1. Ta đọc nhanh là 1, 2, 1, 2, 1. Ngoài kim loại, nước còn tác dụng với một số oxit bazơ. Ta cùng tìm hiểu qua tính chất tiếp theo. Giới thiệu với các em, đây là mẫu vôi sống, dạng rắn màu trắng, tên hóa học là canxi oxit. Đây là một oxit bazơ. Chúng ta sẽ cho oxit bazơ này tác dụng với nước. Các em hãy quan sát đoạn phim thí nghiệm. Từ đoạn phim thí nghiệm, em hãy trả lời câu hỏi: khi cho vôi sống vào nước, có hiện tượng gì xảy ra? Ta thấy là vôi sống tan ra và phản ứng tỏa rất nhiều nhiệt. Sản phẩm làm dung dịch phenolphthalein đổi màu như thế nào? Dung dịch phenolphthalein đã hóa hồng. Vậy sản phẩm thuộc loại hợp chất gì và vì sao em biết? Sản phẩm thuộc loại hợp chất bazơ vì làm dung dịch phenolphthalein hóa hồng. Em hãy viết phương trình phản ứng. Khi cho canxi oxit tác dụng với nước, sản phẩm tạo ra là bazơ. Vậy công thức hóa học của sản phẩm là như thế nào? Công thức hóa học sẽ gồm kim loại liên kết với nhóm OH. Ta biết canxi có hóa trị 2 thì có hai nhóm OH do hóa trị của OH là 1. Em ghi nhận kiến thức nước tác dụng với một số oxit bazơ. Canxi oxit tác dụng với nước tạo ra canxi hydroxit. Phản ứng trên thuộc loại phản ứng hóa học nào? Đó chính là phản ứng hóa hợp. Từ đây ta lập phương trình tổng quát khi cho oxit bazơ tác dụng với nước. Một số oxit bazơ như kali oxit, canxi oxit, natri oxit, bari oxit và liti oxit. Các oxit này các em thấy rất quen.
Đây là các oxit của các kim loại tác dụng được với nước. Kali, canxi, natri, bari, liti. Khi các nàng bán ly, các em nhớ. Vậy khi cho oxit bazơ tác dụng với nước sẽ tạo ra bazơ. Nhìn vào công thức của chất, ta nhận ra ngay đó là bazơ vì có nhóm OH liên kết với kim loại. Ngoài ra, ta còn dùng thí nghiệm nào để nhận biết dung dịch bazơ? Đó là ta dùng dung dịch phenolphthalein để nhận biết bazơ, và dung dịch này được gọi là chất chỉ thị màu. Có một chất chỉ thị màu khác cũng dùng để nhận biết dung dịch bazơ, đó là giấy quỳ tím. Em thử coi thí nghiệm nhận biết dung dịch bazơ NaOH bằng giấy quỳ tím. Các em quan sát hiện tượng khi cho miếng giấy quỳ tím vào dung dịch bazơ NaOH. Khi cho quỳ tím vào dung dịch bazơ, có hiện tượng gì? Ta thấy quỳ tím hóa xanh. Em ghi nhận phần lưu ý và nhớ cách nhận biết dung dịch bazơ từ chất chỉ thị màu. Dung dịch bazơ làm quỳ tím hóa xanh và làm dung dịch phenolphthalein không màu hóa hồng. Ta ôn lại một chút hai tính chất hóa học vừa rồi. Khi cho kim loại và oxit bazơ tác dụng với nước thì sản phẩm nào giống nhau? Sản phẩm giống nhau là đều tạo ra bazơ. Sản phẩm nào khác nhau? Sản phẩm khác nhau đó là khí hydro, vì khi kim loại tác dụng với nước, ngoài sản phẩm bazơ còn tạo ra khí hydro. Em làm tiếp bài tập. Cho bari và oxit của kim loại này lần lượt tác dụng với nước, viết phương trình hóa học của phản ứng. Đề cho các chất phản ứng và yêu cầu mình viết phương trình hóa học. Ở đây, bari công thức học là Ba, oxit của bari là BaO. Bari và bari oxit đều tác dụng được với nước ở điều kiện thường, nên ta sắp xếp được hai phản ứng như sau. Bari tác dụng với nước tạo ra bari hydroxit. Bari có hóa trị 2 nên liên kết với hai nhóm OH. Và sản phẩm còn lại là khí hydro. Em hoàn thành phần phương trình. Bari oxit tác dụng với nước chỉ tạo ra một sản phẩm, đó là bari hydroxit. Các em chú ý và phân biệt hai tính chất hóa học này. Oxit bazơ tác dụng với nước. Vậy các oxit axit thì sao? Em cùng tìm hiểu phần tiếp theo, tác dụng với một số oxit axit. Ở thí nghiệm 3, mình sẽ thực hiện cho diphosphor benta oxit tác dụng với nước. Diphosphor benta oxit là một oxit axit. Đây là oxit của phosphor hóa trị 5. Nếu chỉ có phosphor đỏ và một lọ thủy tinh chứa khí oxy, làm sao có thể điều chế được diphosphor benta oxit? Đơn giản là ta sẽ đốt phosphor đỏ trong khí oxy và ta đã điều chế được diphosphor benta oxit. Em hãy quan sát thí nghiệm đốt phosphor đỏ trong khí oxy rồi cho sản phẩm vào nước. Các em cùng trả lời câu hỏi. Diphosphor benta oxit có tác dụng với nước không? Vì sao em biết? Diphosphor benta oxit có tác dụng với nước vì quỳ tím hóa đỏ chứng tỏ có chất mới tạo thành. Và chất mới tạo thành làm quỳ tím hóa đỏ gọi là axit.
ta ghi nhận phần kiến thức mới. Khi cho difosforbenzoxit B2O5 tác dụng với nước, sẽ tạo ra H3PO4, acid phosphoric. Đây chính là phản ứng hóa hợp. Ta thiết lập phương trình tổng quát. Khi cho một số oxit acid tác dụng với nước, sản phẩm tạo ra đó là acid tương ứng. Một số oxit acid có thể kể ra như là CO2, SO2, SO3, B2O5, N2O5. Và các em lưu ý, dung dịch acid sẽ làm cho quỷ tím hóa đỏ, còn dung dịch bazơ sẽ làm cho quỷ tím hóa xanh. Bảng thông tin dưới đây sẽ giới thiệu lại cho các em một số oxit acid và acid tương ứng của chúng. CO2 sẽ có acid tương ứng là H2CO3, tương tự SO2 là H2SO3, SO3 là H2SO4, B2O5 là H3PO4, N2O5 là HNO3 và tên gọi của các acid. Vậy từ oxit acid, muốn tạo ra acid tương ứng, ta sẽ cho tác dụng với nước. Và các em viết phương trình hóa học. Các em hoàn thành phần phương trình và nhớ bảng này. Qua đây các em nhớ có 3 tính chất học của nước, đó là tác dụng với kim loại, tác dụng với một số oxit bazơ và tác dụng với một số oxit acid. Các em nhớ phương trình tổng quát để mình có thể viết được phương trình hóa học. Ngoài ra, ta nhớ các thí nghiệm trong bài và thí nghiệm dùng chất chỉ thị màu để nhận biết dung dịch acid và dung dịch bazơ. Em học bài và làm bài tập trong sách giáo khoa. Bài học đến đây là kết thúc. Chúc các em học tốt. Cô chào tất cả các em.